Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn chủ đề về năm đại dịch nguy hiểm nhất trong lịch sử. Trong cái tài liệu mà mình đọc á thì nó rất là dài, nhưng mà mình đã cô đồng lại, mình sử dụng những cái từ rất là đơn giản cho các bạn dễ học nha. Đầu tiên thì mình sẽ hướng dẫn các bạn học từ vựng trước. Sau đó thì mình sẽ hướng dẫn các bạn đọc nguyên bài nha. Rồi, chúng ta có cái từ đầu tiên. Nghiêm trọng. Các bạn đọc là severe severe si severe si đó. Nếu mà tiếng Việt thì chúng ta nói severe si thì nó hơi cục. Nhưng mà trong tiếng Anh thì các bạn kéo dài hai cái chữ đó ra nha. Thay vì nói severe si thì các bạn nói severe 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 là nghiêm trọng nha. severe si căn bệnh. Disease. 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 Cái từ này thì hôm trước mình đã hướng dẫn các bạn rồi. Nhưng mà hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn lại để cho các bạn dễ nhớ nha. Các bạn đọc là D, s xong rồi C ra nha. Nhớ là Z, không phải là C nha. D, không phải là dc nha các bạn đọc lại disease chủng loại type type các bạn nói tie xong rồi các bạn nói với cái tư thế là cái chữ b nhưng mà các bạn đừng có bật ra nha không phải type mà là type, 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 cái chữ này nó có thêm một nghĩa nữa đó là đánh mái nha, con dơi, bat, bat, trong văn nói người ta có thể nói bat hay là bat, thì tùy cái tình huống mà người ta lên giọng hay là xuống giọng nha. Trong bài này thì các bạn đọc là but. But. Rồi, vật chủ là host. Host. Các bạn nói hô giống như là hô răng á. Nhưng mà các bạn đừng có nói hô mạnh quá. Các bạn nói hô. Oh. Hô. Xong rồi, sa ta host 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 bệnh cúm là flu flu phờ lưu giống như là lưu á lưu bang á thì các bạn nói flu không phải flu mà là flu kéo dài cái chữ u ra nha. Các bạn nói flow. ghi nhận record. re co. record. record. re xong rồi, co xong rồi the record. Các bạn lưu ý cũng cái chữ này. Nếu mà các bạn đọc record thì nó sẽ có cái nghĩa khác nha. Nó sẽ có cái nghĩa là kỷ lục, phá hủy, tiêu hủy, destroy, 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 kéo dài cái chữ trôi ra nha. Các bạn đọc, destroy nhất định là phải có cái chữ xì ở giữa nha. Các bà đọc là destroy, destroy, destroy. Sự lây lan, spread, 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 kéo dài ra nha. Spread, bờ, -e, xong rồi, spread 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 có hại harmful harm for cái chữ for các bạn đừng có nói mạnh quá nha thay vì nói for giống như tiếng việt thì các bạn nói phổ nhẹ thôi ham for. đó trong tiếng việt chúng ta sẽ nói for nhưng mà trong tiếng anh thì các bạn nói phổ ham phổ ham a m am Hám nha ham phổ ham phổ ham for harmful gây ra cause cause giống như là cá kho đó nhưng mà các bạn đừng có nói là kho cũng không phải là co mà là co co xong rồi sa cause Cause. Cause. Roy Dirt day. Previously. Previously. Bree. V. Us. ly Bree. V. Us. Previously. 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 Chưa được biết đến. Unknown. Unknown. Anh Un, thì các bạn đọc là ở uh, nờ anh. Unknown. Các bạn đọc giống như là cái chữ nôn, nôn nào á. Nhưng mà các bạn hơi điệu một chút nha. Known. Known. Unknown. 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 Cảm là code. Code. cold Cái chữ O các bạn hơi điệu nha. Co, giống như là con khô á, nhưng mà các bạn phải đọc là k, co, xong rồi cold. Mình thấy nhiều bạn đọc là cold, cái chữ l không có được cong lưỡi như vậy nha. Các bạn phải đọc là cold và nhất định không được đọc là cold chữ này tuyệt đối không được công lưỡi nha các bạn thấy mình nói gọn không cold xong rồi cold không được đọc là cold nha rồi các bạn đọc lại một lần nữa cold chữ này có một nghĩa nữa đó là lạnh nha xuất hiện appear a peer appear đang nói cái chữ ờ giữa chừng thì các bạn nói peer peer không phải là bia, không phải là uống bia nha. Mà là peer appear 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 thời gian ủ bệnh incubation period Incubation period, incubation period. Incubation period. Incubation period. Incubation period. Incubation period. Incubation period. Incubation. Period. Incubation period. Incubation period. Incubation period. Symptoms symptom. Sim tum. Sym symptom ở giữa nó có cái chữ b thì các bạn đọc symptom hay là symptom không có cái chữ b cũng được nha các bạn đọc lại symptom symptom phát triển develop De -ve -lope. develop develop Develop. Develop. Bang, bang đỏ, phát bang á. Rush. Ra, xong rồi. Sh. Rush. Rush. Không phải là rush, mà là rush. Rush thế kỷ century 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 xén chừa ri cái chữ chờ các bạn đừng có đọc giống như là tiếng việt là chờ mà các bạn nói chờ chờ rồi còn cái âm sau là ừa thì các bạn đọc với cái tư thế là cái chữ u nha thay vì nói chờ thì các bạn nói chùa 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 sen chùa rì century century sen chùa rì century 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 câu Âu. Europe, Europe, diếu giờ yêu diêu sắc diếu giống như là tiếng Việt nha. Diếu xong rồi, rộp. Europe. Europe, Europe là Châu Âu. Europe, cái chết. Death, death các bạn nói đe giữa chân thì các bạn nói death đó đe các bạn nhìn miệng của mình nha đe death chữ này nói cái miệng xấu lắm các bạn đọc lại nha đe death death Death. phải nấu nước miếng để thôi nước miếng nó dân tùm lum nha death death cái chữ đờ các bạn phải nói bằng cái đầu lưỡi nha death không phải death mà là death de death bạn nào chưa có biết đọc cái âm th thì các bạn xem lại 42 quy tắc ráp vần của mình nha vi khuẩn. bacterium 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 bacterium, bacterium. Bac. thì Thì rồi rồi ha. Tia. không phải phải tía tía mà là tia. bacterium Bạc. ri Ri um bacterium 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 con bọ chét flea fly flea. dân số population pop pu-la-tion population 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 pop pu pop pu pop. pupill sam-ploy la-tion la-tion pop pu la population population phần trăm percent percent bao nhiêu phần trăm đó thì các bạn nói cái số bao nhiêu đó xong rồi sau đó các bạn thêm cái chữ percent thì một hồi nữa trong bài các bạn sẽ thấy nha. cực kỳ nguy hiểm deadly Deadly. deadly 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 Cái chữ dead có nghĩa là chết Xong rồi thêm cái chữ lì Tức là mang tính chết chóc á Nếu mà dịch cho nó hay á Thì là cực kỳ nguy hiểm Các bạn đọc là Deadly Deadly lịch sử các bạn đọc là history 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 nếu mà các bạn đọc rất là chậm thì nó sẽ là history history nhưng mà khi các bạn đọc bình thường thì nó sẽ là history history cái chữ Terry thì các bạn nói nó lại với nhau khi mà các bạn nói nhanh thì cái chữ Terry 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 các bạn đọc nhanh thì nó sẽ ra là tree history rồi bây giờ các bạn xem bài đọc nha cái bài này cũng ngắn thôi number five Ebola Ebola is a severe disease There are five types of Ebola virus. Four of them are known to cause disease in people. Bats are thought to be the host of the virus. From 2013 to 2016, more than 10,000 people died. Number four, Birth Flu. It was first recorded in Italy in 1878. In 2015 and 2016, millions of chickens geese and turkeys were destroyed to prevent spread of the disease it was also harmful to people. number three sars sars was caused by a previously unknown coronavirus the same family of the viruses that causes a cold by the end of twenty o three nearly eight hundred people had died. Number 2. Smallpox. The incubation period is up to 17 days. Initial symptoms are flu like. Then, small spots develop inside the mouth. Within 24 hours, a rash starts on the face. During the 18th century, over 400,000 people died in Europe every year. Number 1. The Black Death. The disease appeared in 1347. It was caused by a dangerous bacterium that lived in rats. The bacterium was carried to people by fleas. Over 50 million people died. More than 60 percent of Europe's entire population. 80 percent of infected people die within five days. Loi là Ebola. Các bạn đọc là Ebola. E B O L A. Ebola. Các bạn đọc cái câu đầu tiên nha. Ebola is a severe disease. Ebola is a severe disease. Ở đây các bạn nói âm nha. Is và a. Các bạn nói is a. Ebola is a severe disease. Ebola is a severe disease. Ebola là một căn bệnh nguy hiểm. There are five types of Ebola virus. There are là có năm chủng loại virus Ebola. Đó. Chữ virus chúng ta đọc là virus. Nha. Yeah. Rồi các bạn lưu ý. There are có nghĩa là có nha. There are 5 loại. Ở đây có 5 loại cho nên chúng ta thêm cái chữ S. five types. Rồi. Từ cái chữ S này chúng ta nói qua cái chữ of. Thì các bạn nói type of. Types of. Từ cái chữ F qua cái chữ E thì các bạn nói phi five type of phi Ebola virus there are five types of Ebola virus four of them four of them là bốn trong bọn chúng tức là có năm loại thì bốn trong năm cái loại đó are known là được biết to cause disease in people bốn loại trong bọn chúng thì gây ra bệnh cho con người four of them các bạn đọc là four of them thì các bạn nói four of them four of them are known to cause disease in people but là dơi. Ở đây có nhiều con dơi nha. A thoughts được cho rằng là to be the host là vật chủ của cái loại virus chữ này có nghĩa là suy nghĩ nha. Cái này là quá khứ của cái chữ think. From là từ từ năm 2013 đến năm 2016 more than nhiều hơn 10.000 người people died chết rồi các bạn xem nha các bạn nhìn vào cái năm này nếu mà bạn nào chưa có biết đọc á thì các bạn xem lại cái bài tập đếm số của mình nha để đọc số 5 á thì các bạn tách ra số 20 sau đó các bạn đọc cái số 16 20 là 20 nếu mà các bạn đọc theo dụng Mỹ á, thì các bạn nói twenty, rồi mười sáu thì các bạn đọc là sixteen, twenty sixteen, rồi mình đọc lại nha. Từ năm 2013 mười ba là from twenty thirteen to twenty sixteen, more than ten thousand people died. rồi Số 4 là cúm da cầm. Bird là chim nha. Ở đây có nghĩa là cúm da cầm. It was first recorded in Italy in 1878. Rồi, các bạn nói It was first recorded in Italy thì các bạn nói in Italy nó đã được ghi nhận lần đầu tiên ghi nhận đây ha lần đầu tiên the first in Italy ở Ý vào năm 1878 vào năm 2015 và năm 2016 thì các bạn nói in 2015 đó and 2016 đó. Millions of chickens. Hàng triệu con gà, con ngỗng và gà tây đã được cái gì? Destroyed. Đã bị tiêu hủy để ngăn ngừa. Prevent. Các bạn nói prevent là ngăn ngừa nha. Ngăn ngừa cái gì? Ngăn ngừa sự lây lan. Spread của cái gì? Của cái căn bệnh này, của cái dịch này. It was. Cái này, cái dịch này nè. Cái chữ it, nó thay thế cho cái chữ disease. Tại vì ở đằng trước đó, người ta đã nhắc tới cái chữ disease rồi. Thì ở đằng sau, người ta sử dụng cái chữ it để thay thế cho cái chữ disease. Rồi, it was Also, có nghĩa là cũng harmful là gây hại đến con người. It was also harmful to people. It was first recorded in Italy in 1878 in 2015 and 2016. millions of chickens, geese and turkeys were destroyed to prevent spread of the disease. It was also harmful to people. Rồi, số 3 là bệnh SARS. Các bạn nói là xa kéo dài ra, xong rồi xì ra cái. SARS, bệnh SARS đã bị gây ra bởi cái chủng loại coronavirus trước đây mà chưa được biết đến the same family family là gia đình cùng họ đó xem là giống nhau giống gia đình với nhau thì chúng ta có thể hiểu là cùng họ với lại virus mà gây ra bệnh cảm by the end of 2003 by the end. Các bạn nhớ nha, nguyên cái cụm này có nghĩa là kết thúc cuối cùng cho đến hết năm 2003. By the end of 2003. Đó, 20. Đó, phải oh, 03. Đó. Nearly là gần. 800 people had died. Gần 800 người đã bị chết. Rồi, số 2. Smallpox. 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 Có nghĩa là bệnh đậu mùa. Các bạn đọc là small xong rồi pox. Xong rồi xì ra cái nha. Smallpox. Rồi, The incubation period is up to 17 days. Cái thời gian ủ bệnh up to là nó đến 17 ngày. The incubation period is up to 17 days. Initial symptoms are flu-like. Cái triệu chứng Ban đầu, initial, là ban đầu nha. A flu like. Chúng ta có cái chữ initial là ban đầu. Các bạn đọc là initial. Initial symptoms là triệu chứng ban đầu. A flu like. Flu có nghĩa là cảm cúm. Like là giống. Giống như là cảm cúm. Small spots là những cái mục nhỏ. Spots là những cái mục nha. Small spots develop, phát triển ở trong cái miệng. Inside có nghĩa là bên trong nha. Inside. Inside. The mouth. Then small spots develop inside the mouth. Từ cái chữ B này, các bạn có thể nói qua cái chữ inside. Thì các bạn nói develop inside the mouth. Then, small spots develop inside the mouth. Within, trong vòng 24 giờ, 24 hours. Cái chữ hours có nghĩa là giờ nha tiếng đồng hồ á các bạn đọc là hour uh, không phải là hours nha within 24 hours a rush stars ban đỏ bắt đầu stars ở đâu ở trên cái mặt on the face during là trong suốt the 18th century. Trong suốt thế kỷ thứ 18, đây là thế kỷ nè. Trong suốt thế kỷ thứ 18. Thông thường nếu mà các bạn viết số xong rồi sau cái số đó là chữ th thì nó có nghĩa là số thứ tự nha. Over là hơn. 400.000 người died chết ở đâu? In là ở. Ở trong. Ở trong đâu? Europe. Ở châu Âu. every year mỗi năm. every year Rồi mình đọc lại nha. The incubation period is up to 17 days. Initial symptoms are flu-like. Then, small spots develop inside the mouth. Within 24 hours, a rash starts on the face. During the 18th century, over 400,000 people died in Europe every year. Các bạn lưu ý nha, 400 ngàn, thì các bạn đọc là 400 trước. Rồi, xong rồi các bạn nói, 1000, 400,000. Bạn nào chưa có biết đọc đếm số thì các bạn xem lại cái bài đó nha. Rồi, số 1, bệnh dịch hạch đây, người ta sẽ nói cái chết đen. Black death. Black là màu đen, death là cái chết, the black death là dịch cái chết đen hay còn gọi là bệnh dịch hạch đó. The disease là căn bệnh, appeared xuất hiện vào năm 1347. Rồi các bạn đọc là the disease appeared in thirteen forty seven rồi nếu mà các bạn đọc nhanh á thì các bạn nói the disease appeared in thirteen forty nha rồi it was caused nó được gây ra bởi by by cái gì bởi cái gì bởi bacterium bởi vi khuẩn dangerous là nguy hiểm các bạn đọc là dangerous dangerous cái chữ này thì những cái bài trước mình đã hướng dẫn các bạn rồi nha nó được gây ra bởi cái con vi khuẩn nguy hiểm mà sống ở chuột chuột cống á the bacterium was carried cái vi khuẩn này nè được mang đến cho con người bởi cái gì? Con bỏ chết. Rồi. Over là hơn 50 triệu người chết. Hơn 60%. Of là của Europe. Châu Âu. Entire population. Cái chữ entire có nghĩa là toàn thể nha. Các bạn đọc là in tai a in a entire population rồi 80% infected là bị nhiễm người người bị nhiễm hả à. cái chữ này các bạn đọc là in xong rồi phát xong rồi tết infected people die 80% người bị nhiễm chết trong vòng 5 ngày. Within có nghĩa là trong vòng nha. 5 days, 5 ngày. Rồi, mình đọc lại nha. The disease appeared in 1347. It was caused by a dangerous bacterium that lived in rats. The bacterium was carried to people by fleas. Over 50 million people died. More than 60% of Europe's entire population. 80% of infected people died within 5 days. Rồi, mình đọc lại cho các bạn nghe một lần nữa nha. Number 5. Ebola. Ebola is a severe disease. There are five types of Ebola virus. Four of them are known to cause disease in people, but are thought to be the host of the virus. From 2013 to 2016, more than 10,000 people died. Number 4. Birth flu. It was first recorded in Italy in 1878. In 2015 and 2016, millions of chickens, geese, and turkeys were destroyed to prevent spread of the disease. It was also harmful to people. Number 3 SARS SARS was caused by a previously unknown coronavirus. The same family of the viruses that causes a cold. By the end of 2003, nearly 800 people had died. Number two, smallpox. The incubation period is up to 17 days. Initial symptoms are flu like. Then, small spots develop inside the mouth. Within 24 hours, a rash starts on the face. During the 18th century, over 400,000 people died in Europe every year. Number one, the Black Death. The disease appeared in 1347. It was caused by a dangerous bacterium that lived in rats. The bacterium was carried to people by fleas. Over 50 million people died, more than 60% of Europe's entire population. 80% of infected people die within 5 days. Rồi, mình hy vọng các bạn có thêm những cái thông tin hữu ích trong cái bài này và mình xin hẹn gặp lại các bạn trong những bài tiếp theo nha. Nếu các bạn thích bài này á, thì các bạn hãy chia sẻ lên Facebook để nhiều người cùng học với nha.